Mỹ huy động một triệu quân dự bị chiến đấu với COVID-19, Tổng thống Donald Trump sẽ huy động một triệu quân dự bị để ứng phó với tình huống khẩn cấp khi ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã tăng vọt vượt 100.000. Hôm 27 tháng 3, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ kích hoạt quân dự bị để sẵn sàng chiến đấu với đại dịch COVID-19 đang tàn phá nước Mỹ. Số lượng binh sĩ dự bị được huy động có thể lên đến một triệu quân. Nhà Trắng không cung cấp chi tiết về những cá nhân nào sẽ được huy động cho nhiệm vụ, việc huy động quân dự bị có thể kéo dài trong hai năm. Lầu Năm Góc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Tổng thống Trump cho biết nhiều quân nhân về hưu đã tình nguyện trở lại làm nhiệm vụ, nhưng lệnh huy động là cần thiết để lấp đầy những khoảng trống. Ngày 27 tháng 3, các quan, chức quân đội cho biết hơn 9.000 cựu quân nhân, được đào tạo về y tế bày tỏ sự quan tâm, được góp sức trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Lầu Năm Góc đã gửi thư cho hơn 800.000 cựu quân nhân để hỏi sự quan tâm của họ đối với đại dịch. Lầu Năm Góc và Bộ An ninh Nội địa đang làm việc với thống đốc các bang để đảm bảo việc huy động quân dự bị không ảnh hưởng đến nhiệm vụ hiện có của quân đội. Kế hoạch điều động quân dự bị được đưa ra khi số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã vượt quá 100.000 và hơn 1.500 người chết. Các chuyên gia y tế dự đoán số ca nhiễm ở Mỹ sẽ tăng mạnh trong thời gian tới và đã trở thành tâm dịch mới của thế giới. Trước đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, đã huy động vệ binh quốc gia, để gấp rút chuyển đổi trung tâm triển lãm Jacob David ở Manhattan thành bệnh viện giã chiến với quy mô 1.000 giường bệnh. Ngoài ra ông Cuomo cũng đề xuất xây dựng khẩn cấp 4 bệnh viện giã chiến khác ở các hạt Westchester, Brooklyn, Nassau, và Suffolk. Thống đốc Cuomo, đang yêu cầu Tổng thống Trump phê duyệt kế hoạch ngay lập tức để việc xây dựng được bắt đầu. Bang New York đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, số ca nhiễm ở thành phố này đã vượt quá 44.000 theo số liệu của Đại học John Hopkins. Thống đốc Cuomo cho biết cần thêm khoảng 4.000 giường bệnh tạm thời để đáp ứng cho số lượng bệnh nhân đang tăng chóng mặt. Số người nhập viện ở New York vào ngày 27 tháng 3 lên đến 6.000 người, gấp đôi so với 3 ngày trước đó. Khoảng 12.300 vệ binh quốc gia đã được huy động trong những ngày gần đây. Để giúp các nhà chức trách đối phó với sự lây lan mạnh của đại dịch Covid-19. Nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.